lựa chọn số phận. Preview tập 63. Long đại ca bị thắng Tần sấp mặt, em gái Long đại ca bị bà cả dằn mặt. Quý vị khán thính giả thân mến, tập 62 của lựa chọn số phận khép lại cũng là việc khép lại vụ án đánh bạc của các quan chức. Cường đã xử lý thành công vụ án này, khiến cho Quang cũng như ông Nghĩa sau đó gặp khó khăn trong công việc khi Bích kiên quyết từ chối làm thư ký cho Quang. Không làm gì được Bích, Quang quay sang đe dọa. Nhưng vốn là người cương trực thẳng thắn, nên Bích vừa thẳng thắn từ chối, cũng vừa thể hiện thái độ ra mặt trước Quang. Sang tập 63 của lựa chọn số phận, những tình tiết gây cấn của bộ phim càng được đẩy lên cao trào khi vợ của ông Linh, phó chủ tịch tỉnh, cũng là chị gái của cậu Huy trong vụ quan chức đánh bạc, đến tận nhà Tiểu Tam chính là cô Loan, em gái của Long đại ca, để dằn mặt Tiểu Tam. Biết Loan chính là bồ của chồng mình và còn đang mang thai đứa con của chồng mình trong bụng, vợ của vị phó chủ tịch tỉnh không làm ầm ĩ mọi chuyện hay lao vào đánh ghen, mà chỉ dằn mặt cô này bằng những lời nói đầy cay nghiệt, mang tính đe dọa và thách thức, khiến cho Tiểu Tam run sợ, chưa cha mà đã khảo. Lại nói về Long đại ca ở tập 62, sau khi phỉ báng Thắng, giám đốc Blue Sky, đã bị Thắng tẩn cho một trận tơi bời sấp mặt, không còn ai có thể cứu được hắn. Sang tập 63, Long đại ca tiếp tục bị Thắng tra tấn. Không những vậy, Thắng còn cho bắt giam Long đại ca trong một phòng tối và lên mặt dạy đời Long đại ca. Thắng đã ôn lại quãng thời gian mà mình làm trâu làm ngựa cho Long đại ca, coi Long đại ca là một đại ca thực thụ. Thắng đã liều mình giúp Long đại ca trả thù, nhưng hết lần này đến lần khác, Long đại ca chỉ lấy ơn làm oán. Đặc biệt, sau khi Long đại ca ra tù đã làm biết bao nhiêu việc, ảnh hưởng không nhỏ tới tiếng tăm của công ty truyền thông Blue Sky, khiến Thắng khó mà có thể làm ăn thuận lợi được. Điều đó khiến cho Thắng cảm thấy vô cùng bất bình. Còn gì cay đắng hơn khi một tên đại ca khét tiếng như Long đại ca luôn hô mưa gọi gió bất cứ lúc nào, giờ đây lại bị chính đàn em của mình tẩn cho sấp mặt, lại còn bị lên mặt dạy đời. Qua chi tiết này có thể thấy được vụ tai nạn trước đây của thẩm phán Minh, bố của thẩm phán Cường, là do Thắng Blue Sky được Long đại ca sai sát hại. Vậy thì chắc chắn Long đại ca bị bắt thì Thắng của Blue Sky cũng sẽ không thoát tội được. Chuyện gì sẽ tiếp tục xảy ra với Cường? Liệu Long đại ca có thoát khỏi bàn tay của Thắng để tiếp tục kế hoạch trả thù của mình, đồng thời tiêu diệt luôn đàn em đã phản bội mình như Thắng hay không? Mời quý vị và các bạn hãy cùng đón xem những tập tiếp theo của lựa chọn số phận để được biết rõ hơn nhé. Phim được phát sóng lúc 21 giờ từ thứ Hai đến thứ Sáu trên kênh VTV1. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị hãy bấm đăng ký kênh tin tức 24 giờ TV để theo dõi mỗi ngày. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật và cung cấp những thông tin nổi bật nhất. Quý vị hãy nhớ đón xem nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.